Du khách đã tăng dần chưa? Khách thì Tết thì hiện tại chưa tăng lắm. Thì cái thời điểm này thì nó cũng khá lỡ cỡ cho mấy bạn uống tóc. Mấy bạn thường thường có xu hướng là để cận Tết mới làm. Nhưng mà nói thiệt với bạn thì nếu như mà để cận Tết mới làm thì lượng khách nó rất là đông. Khi mà đông quá thì không có được đảm bảo cho lắm. Còn rất là nhiều người đợi, thay vì mấy bạn đợi cận Tết thì mấy bạn có thể đến vào cái thời điểm này mấy bạn làm hóa chất, rồi đến thời điểm cận Tết mấy bạn có thể cắt lại. Em có gửi gắm gì đến cho khách hàng của mình không? Đây là quản lý của cơ sở 1 nghe mọi người. Thì mình cũng có chút lời khuyên cho mấy bạn mà muốn có ý định muốn làm tóc để chơi Tết á, thì nên tới vào thời điểm như thế này. Lúc anh em thợ đang rảnh thì anh em sẽ chăm sóc mấy bạn nó chu đáo hơn. Cận Tết thì tiệm nào nó cũng vậy thôi, cũng đông khách thì anh em thợ nó làm sẽ không được đảm bảo cho lắm. Anh có biết có cập nhật được cái xu hướng tóc cho năm 2024 này không? Anh nghĩ rằng là cái xu hướng tóc nào cho năm tới? Hiện tại thì theo mình thì mình thấy cái xu hướng nó đang hot trở lại đó là uống ruffle, mà ruffle mà đi nó biến tấu rất là nhiều kiểu. Thứ nhất có thể là mấy bạn hay yêu cầu uống là side bath mà kiểu ruffle, thì đó là một xu hướng hiện tại nó đang hot trên mạng xã hội. Còn kiểu nào, còn cái xu hướng nào nữa không? Xu hướng nhuộm tóc đi. Nhuộm tóc thì mình thấy cái xu hướng nhuộm tóc thì khoái với lại nâu khoái hay gì đó nó rất là... Anh em thấy không, quản lý của cơ sở 1 của bọn mình á, anh ấy mặc dù anh ấy là một người thành công mà có nhiều cái tài sản, nhưng mà bên cạnh đó thì anh là một người rất là điềm đạm và ít nói, anh ngại trước ống kính nên là nói chung là anh không có thể ngồi yên được, nên anh em thông cảm. Nhưng mà tóm lại anh em cứ đến đây, bọn mình sẽ tùy vào cái tình trạng và tình hình, bọn mình sẽ tư vấn cho anh em một cách chính xác nhất. Địa chỉ của mình ở đây là mấy anh? Địa chỉ của mình ở đây là 131 Lý Tự Trọng. Đấy, anh em đến sớm nha, đến sớm để được phục vụ tốt nha. Chào anh em. Hello anh em.